Chết lắm hả? Chết chết lắm, tụi nó đi học đó. Có nhiều cái tiểu bang đó, thiếu y tá, nhà thương thiếu quá trong trường này. Như là Florida hay là Texas đó. Nó không chịu cho đeo khẩu trang, nó không chịu kít ngừa. Đó. Nên giờ kẹt quá. Mà giờ đâu có trẻ nhỏ không ấy chứ. Hy vọng là tháng sau nó cho trẻ nhỏ chích ngừa. Tại bây giờ là 12 tuổi đến 17 tuổi mới được chích. 12 tuổi lên mới được chích. Bây giờ nó cho dưới 12 tuổi để mà chích, chứ mà kẹt quá rồi. Nó đi học nó dính nhau quá mà này, nhiều tiểu bang nó không được cho đeo khẩu trang nữa. Nó lây quá trời lây. Kẹt lắm à. Thằng Mỹ này cũng kẹt đấy, đừng nói thằng Việt Nam. Thằng Việt Nam này hơn nửa triệu người rồi nó dính rồi đó. Chết nó quá chừng chừng mười mấy ngàn rồi. Dạ. Đâu mà chết có 600 mấy à. No. Thầy nói làm sao vậy chứ mười mấy ngàn đó. Đấy chính thức của y tế của Việt Nam cho đấy nghe. Chứ không phải là bên ngoài đấy nghe. Mười mấy ngàn. Chết quá chừng. Nhất Sài Gòn gì Bình Dương. Khủng cái đó. Hà Nội cho giãn cách, cho mở ra lại đó. Một phần Sài Gòn này cho quận 7 mở. Thí điểm á. Cho mở từ từ á. Còn mấy chỗ khác không có, giờ phát thẻ xanh, thẻ đỏ tùm lum gì con chưa biết nữa. Tôi không biết, chết gì không biết, nhưng mà thấy mới hôm qua đây. Bây giờ thấy mà nó ngao ngán cuộc đời, nó ngán ngao. Dạ có cái ông mà hôm rồi tôi nói ông mà vừa 300 triệu đó. Ông mà hồi đó mà ông ở chùa tôi rồi ông nói thôi ông không có con rồi bà vợ thì bà dữ quá cho nên ông mới bực mình ông mới xuống chùa ông ở rồi ông tôi nói kỳ đó rồi ông bán hồi xưa ông có miếng đất thời mà ông làm ăn thời mua đất rẻ mua bán đất ở đâu ở Cần Giờ Cần Giuộc gì đó xa bán rồi mới chia ra cho mấy người rồi ông được số tiền rồi ông xuống tôi rồi ông đưa 300 triệu kỳ tôi kể đó rồi mua bảo hiểm cho ông 10 năm đó rồi cái cuối cùng cái rồi mới ông mới có 9 năm hơn thì ông chết thì bãi thể đông đóng qua lên với cái gặp cái con bảo hiểm nó cũng trời đất tại vì ngày xưa đó hồi nó bán thì nó ngon ngọt lắm tới chiều về vậy cái nó đâu cần nữa nó bán được rồi đâu cần nữa phải không và rồi mua gần hết rồi cái nó nói chết giữa chừng vậy là lãnh gì phân nửa tiền hay gì đó kiểu như ý nó nói vậy đó chứ thật sự lãnh bao nhiêu thì do cái hợp đồng chứ lo liền điện cái nó liền hạnh nó cái bà nhảy đông đóng mà làm Việt Nam bảo hiểm gì đó rồi cái cuối cùng cái rồi tới chừng nó ma ổng cũng làm trần thân cũng lo kia rồi cuối cùng thì nó đền là 317.600.000 hay gì nếu mà nửa năm nó không có chết đó đúng như hợp đồng là được 350 tại ông lớn tuổi mới mua thì mình đóng như vậy là coi như là hôm trước tôi kể là cũng đủ tiền luôn đủ 300 triệu luôn đó thì như vậy cái cuối cùng mới đem gửi cho cố hoàng cũng không nhận nữa thì cũng nói cổ làm ăn mà gửi rồi giống như cô đâu lấy làm chi nó vừa gửi thay vì gửi cái tiền lời nó rẻ rẻ vậy đó cô không lấy cuối cùng đi bỏ nhà băng cái đeo cuốn sổ xuống đưa cô hoàng cổ cũng không lấy nữa cô nói tôi cũng giữ chi tiền cô giữ sổ làm gì vì bản thân mình dạ đúng rồi cái cuối cùng cái rồi bây giờ ngày hôm kia đó hôm kia bên Việt Nam làm qua bên mình á thì cổ mới điện cổ nói thầy bà nói vậy đó bây giờ bà còn gọi phải thao nói chuyện được mà bây giờ báo là tối nay cho bà hôn mê nghĩa là ban ngày á là vậy chứ giờ cái là tối cho hôn mê để nó trị hôn mê để trị cuối cùng hồi nãy điện có báo là rồi nè chết rồi chết rồi thì bây giờ cái số tiền mà gửi vào băng nó bây giờ mới kẹt bỏ mới đem cuốn sổ đó bây giờ mà gửi cho cái người hàng xóm người bán như bán hàng rong rồi đó thì không sao nhưng mà bây giờ người đó không bà con thì cũng đâu có nhận tiền được bây giờ đám em đám cháu rồi kia nó mới làm rần rần ra rồi bây giờ cái đồng tiền cái nhà thì bây giờ thì thường bắt đầu là bên ông chồng nó tranh giành tại vì bả giờ bả chết rồi thì giờ phải trả lại cho bên chồng của chồng mà rồi số tiền á thì bây giờ là bên vợ thấy không rồi bây giờ thì hỏi ông rồi bây giờ tôi ông nghĩ là bả chết có yên không
có tiền mà chết không yên, thấy chưa? Không có con cháu gì hết à? Không có con cháu, bị gì không có con thì tôi giảng, tôi nãy tôi cũng nói thẳng à. Thứ mà vợ chồng con ông để nói vậy xin lỗi ông đừng buồn, tôi nói bà đang đừng nói bà nghe bà chửi phải không, mấy bà mà không con ấy, mở miệng là nhiều khi khó nghe mấy ông chồng mới ngã sang rẽ khác không, thấy không? Bởi vì thường thường mấy bà mà vợ mà không con thì một á là sư tử Hà Đông, tôi gọi là sư tử Hà Đông, hai là cũng tương đương với chị em với sư tử chứ không phải mà bình thường nói vậy nó đụng với bà không con mà chửi thấy một nỗi tôi mà thằng tôi hay nói thẳng, thành ra cứ tối ngày bà cứ rủa không sao không chịu nổi, ông mới rẽ qua bao nhiêu con thì hồi đó ông mới dẫn nhỏ đó đi về ở chùa tôi á, mang bồ về ở chùa. Dạ chứ giờ sao giờ thì bây giờ hỏi về gặp vợ dạ, phải đi làm về mệt rồi tới giờ cái tuổi ông già ông về hưu đã có tiền rồi thì thôi hai vợ chồng hạnh phúc nhau đi không, cứ tối ngày rủa không sao chịu nổi. Mà ổng thì cái tật đàn ông mà xưa làm mệt thì hỡi chiều chiều có hay đi nhậu, nhậu cứ về mà bà chửi rủa không rồi chịu gì nổi, không có vợ khác ngoài đời mà ông biết người đời ông hiểu rồi, ông cái đó hiểu hơn tôi nhiều mà. Tại sao mấy ông đàn ông lại có vợ nhỏ là thật sự ra một phần là do vợ lớn à, nếu mà vợ lớn mà nó biết đàng hoàng nó đâu vào đó đâu bao giờ. Cái chị đàn ông thì ba nhảy thì mình không nói, nhưng mà một phần do vợ nhà mình, không phải tôi nói về tôi đè đàn bà xuống nha. Nó thế thì kế tới thì ông đem nhỏ này về mà thật sự ra tuần cũng rước nó về hai ba ngày hà, cuối tuần cũng mới rước về thôi. Thì giờ bảo với nó thôi ông miễn đi khỏi mặt bảo là sao ông làm, miễn có tiền cho bà thôi thì bao nhiêu tiền thì trời nó bán chia ra làm hai, đúng không? Nghĩ đó. Rồi bây giờ ra ổng mới chết có mấy tháng giờ tới mà giờ mới thất thời mới nín thở cách đây mấy tiếng hồ nè đó, rồi bắt đầu nó rối beng rồi cái gấu quàng có hỏi tôi bây giờ làm sao thầy này kia nọ, giờ làm sao mùa dịch này thì mà bệnh đó nó đâu cho là nó ma nó khổ vậy đó. Bởi vì nhiều khi thấy không, cho nên cái gì phải giải quyết, giải quyết cái sợ ngày nay nó tôi mới thấy nó đau đớn, không thấy không? Hồi đó thay vì ông ở chùa thì tôi đi thì thôi để yên đi, bởi vì cái đám sau nó đâu có biết, nó nghĩ rằng là nó trong sạch, nó nghĩ là nó trong sạch. Ông ở đó hồi đó ông ở vậy vì hồi đó có mình tôi với ổng hà, còn mấy ông này đi học hết trơn hà, ông nghĩ đi học hết trơn mà chùa ông biết rồi, cái Bến Tre đó là cái nơi sông nước không hà. Mà cái thời kỳ mà ông cứ nghe nay cái nó đeo đang trộm đồng, mai trộm đồng không đó, mà thời đó có mình tôi rồi bị cho ông ở thì ổng không có gia đình mà ổng cũng lớn hơn già tôi, mà thực sự nếu nói thiệt ra ổng đàng hoàng lắm. Ổng nói ông thầy, ông thương tôi cảm ơn ông, nhưng mà tôi nói trước chuyện tôi sống chuyện ông sống nghe, ông bảo vệ mình vậy đó, ông đi chơi đã đời cái gì chiều là ông về ông tưới kiện. Rồi ông ở không cắt được nhưng cắt chứ đâu, mình đã bắt buộc được ông tiệm ông ăn mà. Rồi cho một cái phòng, thì thật sự ra cái phòng so là lúc đó đó thì nó cũng không phải là tốt đẹp chi, mà trong cái phòng đó nó có cái red room. Rồi ông ở cái giường vậy, rồi ông mới mua cái lò ga về ông nấu. Ông tự ông nấu ông ăn, ông mua gì thí dụ như thịt ông kho một nồi ông ăn chứ ông đâu làm phiền mình. Rồi ông nói tại ông ăn chay không nổi, rồi ông muốn đi nhậu thì ông ra ngoài ông nhậu, còn không ông mua thùng bia ông về ông tự ông ngồi ông ngồi ông mình ông thì thôi nó dính gì mình mà chùa quê mà nó mênh mông. Nhưng mà cái đám sau này á nó nghĩ rằng nó trong sạch, ở chùa mà như vậy không được, cho nên anh của cái ông trụ trì đó cứ kiếm chuyện người ta hoài, nó ở chùa chú được vậy ông mới chửi, ông mới đùa mẹ mày tao hồi đó tao ở với ông thầy mày đâu có vậy, tao làm thì tao làm ý ông xỉn lên rồi ông chửi. Mà thiệt ổng làm nếu ông nhậu gì ông vô ông ngủ chuyện với ổng mắc mới thì mình trong sạch là do mình. Ông thấy đúng như tôi nói, ông phải nghĩ. Cho nên đây tại sao bây giờ tôi mới giận tôi mới nói. Bởi vì cái đám sao á nó nghĩ lúc nào đó, cuộc đời nó cũng trong sạch hết trơn, nó không có nghĩ. Nó nghĩ là thứ nhất là nó được Phật tử cúng dường thế thời này toàn là, ông thấy không? Toàn là đồ thơm, đồ hóa chất, đồ lụa, đồ là. Còn cái thời xưa nó nghĩ quần áo thời xưa vậy là đồ hư, đồ xấu, đồ hôi, đồ thối. Nó không biết rằng cái nền á, mà mình đặt được cái nền á, ông nghĩ được cái nền để cho nó có cái nền đó, nó đi lên, nó biết bao nhiêu là cái khổ đau người ta. Nhiều khi đừng nói ra tôi quất nghẹn vậy đó.
Hồi thời nhận cái chùa Linh Sơn nó biết bao nhiêu khó khăn, không có đường để đi vô. Không có đường đi vô mà tôi phải gọi là xin lỗi, tôi phải đi gần như đi đi cuối lòn để mà thương lượng để mà để có cái đường đi vô. Để cái đường đi vô mới hồi đó đi bằng ghe không. Còn cái chùa bỏ hoang phế từ năm 1958. Ông nghĩ từ năm 58 tới năm 2004 bao nhiêu năm. Nó mốc không còn cái gì hết. Nó mốc mà không biết về mà nội mà kè mà đi mướn những cái xà lan mà nó mốc đất nó luyện lên biết. Cứ có nhiều tiền mà thấy xà lan đi ngang là quắt nó để luyện lên. Còn không có chạy đi mượn chứ sẵn có xà lan đi ngang chứ đâu phải lúc nào nó cũng có. Biết bao nhiêu cái cực khổ nó không hiểu mà. Nhiều khi mình nói lại mình tức, tức thì mình lỗ. Nhưng mà lúc lúc thầy giao lại chùa đó, thầy có dặn cái ông trụ trì mới không? Về cái tình trạng của ông già này không? Thì có thì nó để cho ông ở tội nghiệp ổng. Nhưng mà tôi nghe nó lại thôi. Tới thì ông vô xỉn vô á, ông vô nói dạ mày muốn tao đi thì mày trả tiền lại tao, tiền của thầy mày thiếu. Thì cái thằng anh của cái ông này này á, cứ nói mày la, ông la đi, ông la lên cho xấu mặt ông thầy tài cho tao, cho đỡ cho biết nhục. Chơi còn tôi nghe sau này, tôi nghe nó kể lại, tôi nghe mọi người sau này mới kể. Bởi tôi nói thật sự ra biết không, cái đời, tôi mới thấy cái cuộc đời nó ngao ngán vậy đó. Mà thời đó đó, là ông đưa tôi làm cái đó là làm cái đài Quan Âm. Rồi ông biết nhiều việc lắm, nói ra giờ nó. Không phải, nhưng mà con tưởng là cái thầy mà trụ trì kế tiếp thầy á, thầy phải hiểu câu chuyện chứ. Tại vì thầy mà giao thầy phải dặn chứ. Trời, tôi không biết ổng sao mà tới nỗi mà chị của nó ở đó đó còn nói với người ta, nói ông thầy tài ông đi ông bỏ chùa dột. Và thiệt cái năm đó là cái năm ông biết cái năm mà bão quá lớn, không nhớ không, có năm bão bão hồi đó tôi lợp vào cái to cái thời đại mới mà nó mềm mềm đó, nó có chất nhựa thì khi bão quá nó giật lên á, nó còn ta lợi nó còn nói vậy mà dặn cái gì. Ổng không nói mà anh ổng chị ổng nói vậy dặn cái gì. Nó làm cho người ta thấy rằng là nó cực khổ khi nó nhận ngôi chùa đó đó, rồi nhận nói cái gì. Ông chưa biết cái thế hệ sau nó trợ tôi nói thiệt á, nhưng mà mình là thầy là cha, có nhiều khi nói ra thì nó giận quá buồn nói thôi chứ nói đi nói lại chứ. Bây giờ ông phải có con, tại vì ông may mắn là ông không có con, ông có con rồi ông biết. Cái gì độc hại không? Không, ý tôi nói ông có con cái nó có cỡ nào đi chăng nữa rồi ông cũng không bỏ được. Mà hả mà nó giàu có thì thôi, mà nó có chuyện gì nó nguyền rủa sanh tôi ra làm chi để tôi cực khổ, sanh và ác đức mà sanh tôi ra làm chi, tôi vô phước tôi mới đầu thai ông để coi. Cho nên nó cái may mắn á, nó có cái phước báo là không có ông có con. Nhưng mà người đời thì ta quan niệm ngày xưa là ta nói không có người nói dỗi tông đường chứ thiệt á, rồi có con rồi biết rồi làm ông thầy có đệ tử đi biết đó. Ngày nay đó, đệ tử nó lên mạng nó chửi thầy nó rầm rầm thiếu gì, đúng phải không? Nhưng mà thầy nói đi thì nói lại, tức là tại vì thầy không có chịu nhìn đúng người thầy sao nên nó phải cái kẹt như vậy. Cái xã hội bây giờ ông có nhìn cỡ nào nên nó cũng tới đó mà thôi à. Hả, được cái mặt này nó định nó mất mặt khác à. Ông nhớ một điều vậy đó, đừng có nghĩ rằng đời giờ cái nhân tâm á đã ông bà tại vì con CC nó tưởng đâu ông với tôi gây lộn, nó chạy ra rồi nó chạy vô nó cười không. CC không có gây lộn đâu con à, đời giờ nó thiệt không có nhìn đúng người được đâu đó, cái vì vậy thầy nói câu đó thì con mới nói đó là tại sao người ta cần cái đức hơn cái tài. Không có nhìn được đâu ông. Thầy nhìn cái đạo đức đó trước, rồi thầy nhìn cái tài nó sau. Khi mà cái lợi, cái quyền, cái lợi nó bán đứng hết, cha mẹ nó còn đi thưa ông thấy sao? Con cái nó còn thưa cha mẹ, ngày nay cái chuyện rất là thường. Thầy trò nó chửi với nhau, nó thưa nhau rất là thường. Mệt mỏi lắm. Nên khi đừng nhớ mà ứa nước mắt, nhưng mà thương nó đâu có hiểu. Nó đâu có cần dạ, sau này nó cần cái đồng tiền nó không có cần nó không cần cái đạo đức đâu, nó chỉ biết cái đồng tiền, nó chỉ biết cái danh vọng. Nó không bao giờ ai
Ai xây nền, ai đắp móng kệ mẹ. Tao ở đây giờ tao cực là chuyện của tao. Tao thấy là có nền, có móng, tao làm tiếp, tao cực vậy thôi. Chứ nó đâu nghĩ rằng không có nền, có móng sao có cái đó. Nhưng mà thôi, thì cái trách nhiệm của mình người trước thì cứ vậy thôi, làm hết trách nhiệm mình thôi, chứ giờ nói gì? Xã hội nó vậy, con người nó vậy, nói cái gì? Không nói được. Thời thế nó như vậy, gọi là thời đại nó như vậy, không nói được. Con nhớ thì người xưa người ta chọn người ấy, thầy, người ta chọn cái đức, người nào có đức người ta chọn, tài ta tính sau, tài đi sau cái đức. Còn bây giờ nó khổ vậy đó, cái đức quan trọng. Thầy đời càng nghĩ thầy lại nói ra vì đây cho rõ là quan trọng, cái đức nó quan trọng. Thầy có cái đức Hồi xưa nó ngược, cái xã hội nó ngược. Hồi xưa tôi nói ở đời có đức mặc sức mà ăn, ở đời không đức hút cức mà ăn. Nhưng mà ngày nay nó mì ăn liền. Nó nói bây giờ thời giờ ở đời có đức hút cức mà ăn, ở đời mà tranh chức mới mặc sức mà ăn. Nó ngược đời vậy đó. Ngày nay nó phải tranh chức tranh quyền nó mới có ăn, mà ở có đạo đức là hút cức ăn á. Cái xã hội ngày nay nó ngược đời vậy đó. Còn ngày xưa người ta rất là, người ta chịu đựng cái lâu xa, người ta chấp nhận cái đạo đức, người ta nói có đạo đức thì mặc sức mà ăn, là nó kéo dài tới đời con đời cháu. Ngày nay đó nó ăn tàn ăn mạt hết. Cho nên tôi thấy Mỹ này, tôi nói nè, mấy ông thầy qua đây đó, ăn tàn ăn mạt hết. Cho nên cái đám đệ tử đầu tôn sau này, cái đám hậu thế sau này nó tép lặn tép lội, nó mới tranh giành, nó đạp đổ lẫn nhau. Chứ nếu hồi đó mấy ông hòa thượng mà đi vượt biển qua đây đó, mấy thầy mà sống có đạo đức đi, ngày nay đố mà lập cái giáo hội và đừng có tranh giành, đừng có đoạt lợi, đừng có tranh danh á, thì ngày nay á, mấy thầy có chuyện gì là cái giáo hội nó vẫn có giáo quyền chứ. Ngày nay thấy chưa, nó đủ, nó đủ thứ chia ra, giáo hội nó không có giáo quyền. Thành ra cho nên giờ vậy đâu có ông nào nói ông nào nghe. Rồi mấy ông hòa thượng bây giờ mạnh mạnh ông nào, kiểu như á, ông nào mà có đồ tôn đệ tử, có tín đồ, chứ giờ không có hòa thượng nào mà có đệ tử đó á. Trên bên Mỹ này toàn là đệ tử nữ không à, chứ đệ tử nam có ông nào xứng đáng kế thừa được đâu. Rồi thành ra rồi ông nào mà dám ăn dám nói dám khoe khoang dám khoác lác dám này kia nọ đó, thì coi như vậy đó, thì mấy thằng nhỏ đó mình buộc lòng nó mời tới để làm bình phong cho nó quậy, thấy không? Nó như cái đám mấy chùa người đây nó mời cái ông hòa thượng, tôi giấu tên nó không cần nó nói ra nó kỳ, tiến sĩ đó. Nhưng mà thật sự ổng sợ giới năm 73, nhưng mà rồi lòn toàn cũng vợ con cả đống rồi bây giờ. Nhưng mà cứ lấy giấy năm sợ giới năm 73 rồi xin hòa thượng tiến sĩ Mỹ này kia nọ, rồi đi chứng trai cái các cái chùa này thôi. Rồi cứ có chuyện gì cái nó mời qua nó giới thiệu, thì tiến sĩ mà không lại ăn nói không lưu loát. Nhưng mà thật sự cái người xưa tao biết hết trơn à, ông thấy không? Cho nên á, tôi mới nói cái bài thơ tôi viết á, tôi nói người xưa lấy đức để đời, người nay lấy tiếng bẩn nhơ lưu truyền. Thành ra đó mấy ông hòa thượng vậy, cho nên mấy ông nhỏ thì nó tép lặn tép lội, nó phải tranh giành để nó sống còn, cho nên nó đạp đổ lẫn nhau. Chứ ngày xưa ông thấy không, mở miệng nó nhất tăng đáo nhất Phật lai rồi nói vậy, chứ thật sự nói vậy thôi chứ xin lỗi à, mấy ông tăng mà đến đến tốn tốn thêm tốn nước tốn tiền chứ làm cái gì, ông thấy rõ không? Còn bây giờ mấy ông tăng đáo, ông thấy cái tiểu bang mình ở tiểu bang này mà nó làm đám du lan, nó làm đám này đám kia, nó mời mấy ông thầy chùa các tiểu bang khác để nó gọi là thập phương cưu hội. Chứ không, nó đúng là cưu hội à, cưu là câu, chứ còn nó chữ câu nó nghĩa khác à. Thập phương cưu hội hội về đặng chi, đặng nó ăn, nó làm đám xong rồi nó ăn nhậu nó này kia nọ trong đó, còn ở địa phương này mặt móc với nhau rồi mạnh, ai cũng có tiền vết hết á. Thí dụ bây giờ địa phương này thôi, tôi cũng có tiền vết, ông này cũng có tiền vết, ông kia cũng có tiền vết, thành ra cưu hội này không được, phải viết cái giấy vừa lễ du lan này á, là coi như là tôi mời thập phương tăng, các chư tăng, các tiểu bang cưu hội à. Bởi vì đây có tiền vết hết trơn à, tại vì tiền vết hết cho nên dòm mặt nào nó cũng có móc hết trơn, trời ơi.
Tôi nói ông thấy rõ ràng không? Cho nên nó không có giá trị. Mà Phật tử thà quý thầy đâu không biết, thành ra nó phái cái cu hội về mà. Trời, nói nó đau lắm ông ơi. Nói ra nó nhiều khi mình nói ra nó đụng chạm mà nó đau lắm. Mà cái sự thật phải nói, giờ tôi cứ nói sự thật chứ tôi không có nói xấu tăng nha. Nói xấu thầy tu mấy ông thầy mà lâu thôi, chứ còn tôi học về Tăng Bảo, về Tam Bảo là mình một lòng kính trọng à. Yêu cầu một vị tăng thanh tịnh thôi cũng đã đủ à. Chứ còn chuyện mà có thập phương cu hội đi chăng nữa mà đi ăn nhậu không thì nó cũng chẳng là gì, nhưng mà tín đồ nó khoái hả, chứ tăng cu hội đông mấy ông thầy cu hội đông rồi nó khoái. Nó vậy đó, chứ còn địa phương nó không mời, thấy không? Các chùa đây địa phương đâu không mời, biết nhau hết rồi mời cái gì. Thầy biết rồi nên nó không có giá trị. Thầy bị che sao cái mặt thầy người ta không biết được cho nên nói ra đâu thấy rõ ràng toàn là lừa bịp không à, lừa nhau một kiếp người. Cho nên á, hồi sáng này tôi mới vừa giải địa tạng á, mà tôi thấy phải thấm, thà đừng gọi là đừng có biện luận ra, biện luận thấm. Bà Maya Phu Nhân á, là Đức Thánh Mẫu á, là mẹ Đức Phật mới hỏi Địa Tạng. Đại thừa mà, giống như câu chuyện hỏi vậy. Địa Tạng không à, xin Thánh giả hãy nói cho ta biết coi, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề tạo tội như thế nào, mà sao có nhiều ý đó là tạo tội, sao mà có nhiều địa ngục vậy? Sao không làm cái ý, ông hiểu đi đâu, bà ơi. Nhưng mà cái văn đó, thì cái văn nó dài dòng, chúng sanh trong cõi Nam Diêm này Địa Tạng ông Thánh giả à, ta đó cũng ta chưa từng đi vô lượng, đi nhiều thế giới, nhiều quốc độ, mà giả như ta có đi chăng nữa đó thì ta cũng không nhớ. Bây giờ cái kinh diễn bàn y như là nói một cái người già nói, đúng không? Cái chỗ này nè, chư tổ nè mà viết cái Địa Tạng nó sống thứ hai đó, bởi vì mẹ của Đức Thích Ca thì cũng như mẹ của ngài Địa Tạng, mẹ có một vị Phật mà. Thì bà ấy nói là thưa Thánh giả, bà vẫn kêu ngài Địa Tạng là Thánh giả, nghe thưa Thánh giả. Đối với tôi á, thì tôi chưa từng đi hết vô lượng thế giới như ông nói, bởi vì ngài Địa Tạng đó là có vô lượng thế giới, vô lượng quốc độ, và có nơi thời có ánh sáng, nơi thời không có ánh sáng, là nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp. Nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân. Nơi thời có địa ngục thì cũng có nơi không có địa ngục. Ông nói ra ràng vậy nha. Nơi thời có thinh văn, có bích chi Phật, cũng có nơi thời không có thinh văn, không có bích chi Phật, vân vân. Thì bảo mới nói vậy thì Thánh giả hãy cho ta biết, bởi vì ta chưa từng đi vô lượng thế giới như ông nói. Dẫu ta có đi chăng nữa ta cũng không nhớ như ông. Ý là bà già mà nói thật rất hay không cái văn á. Thôi thì bây giờ ta chỉ cần một điều, ông hãy nói cho ta biết cái cõi Nam Diêm Phù Đề này nè, chúng sanh làm những nghiệp gì mà nó có nhiều địa ngục như vậy. Ta chỉ biết cõi Nam Diêm Phù Đề thôi, bởi vì bản thân ra Nam Diêm Phù Đề mà. Với cái văn, cái nội dung đấu với nhau rất hay không. Thế thì bây giờ á, mình tôi mới định nghĩa lại á, chữ Phật là gì? Chữ Phật là, nói cho đủ là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả, là người giác, người từ tỉnh thức thôi. Thì người tỉnh thức này á, thì phải nói cái chuyện cái đương thời thôi, chứ không có nói chuyện hình vi thượng. Không hiểu, không có nói chuyện ở đâu xa xôi, nói chuyện đương thời nè, giải quyết cái chuyện con người. Cho nên buộc lòng bà mẹ này là ai? Là mẹ giác, mẹ của Phật mà. Mẹ giác, mà mẹ giác thì phải đi hỏi cái chuyện thực tế, cái chuyện mà đương đương đại đó. Chứ mẹ giác này không có đi hỏi cái chuyện tào lao, biết không? Cho nên bảo nó là ta nghe nói nhiều vô lượng thế giới như vậy đó, nhưng mà thật sự ta chưa từng đi. Hóa chăng ta có đi nữa ta cũng không cần nhớ làm gì nữa. Bây giờ ta chỉ cần cái chuyện ông hãy nói cái thế giới này nè, cái thế giới đương đại Nam Diêm Phù Đề nè, tại sao làm cái nghiệp gì mà có cái tội nhiều địa ngục như vậy. Thì cuối cùng ngài Địa Tạng nói vợ thưa Thánh Mẫu, thì chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề cái tội lớn nhất đó là gọi là không có cương thường, không có đạo đức, không có chân lý. Vì không cương thường cho nên một là bất hiếu với cha mẹ,
giết cha giết mẹ là cái tội thứ nhất, là tội ngỗ nghịch trọng tội đó. Thứ hai á là cái tội sát sanh, phỉ báng chân lý, làm cho thân Phật chảy máu. Cái thứ ba đó là lạm dụng của thường trụ, ăn của thường trụ rồi ô uế trong chốn chùa chiền, trai gái tăng ni ăn ở nhau trong chốn chùa chiền. Cái thứ tư á là buôn thần, tôi nói theo cái kiểu chữ quốc ngữ cái này là buôn thần bán thánh, khinh khi kinh điển, coi thường lời dạy của Phật, cho nên gọi là mạng Phật khinh tăng, rồi lại khinh miệt Phật tử, là bốn tội. Và tội cuối cùng nó là cái gì quá là tự nhiên đang nói của mình nghe rồi đó, là gọi là năm tội mà gọi là không có cương thường, không đạo lý đó. Ông thấy không, kinh điển dạy rõ mồn một như vậy đó, mà mấy thầy không đem ra bài giảng mà cái đem ra tụng để có tiền thôi. Thấy bây giờ súng nhau, giờ chùa nào mấy bữa nay không biết bắt chứng gì mà chùa nào cũng khai kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho nạn nhân Covid. Thì chi, để những cái gia đình mà nó có nạn nhân Covid này nè, nó tới nó ráng nó ghi tên thì cũng hốt được mới nữa, ông thấy không? Thật sự chứ mà nếu mà mấy thầy làm mà cái thật tâm á thì cái chuyện không nói. Nhưng mà cứ việc đem cái kinh điển ra mà bán tới, bán bộ tới vậy không, thấy không? Nói ông đó tôi nói tiêu cực, không thấy rõ ràng không? Này đây để mấy thầy nói đấy là tùy cơ mà ứng biến. Tùy cái con Covid này mà mang kinh Địa Tạng ra giảng đúng rồi. Đâu có giảng, ra tụng rồi. Tụng, đúng là được rồi. Nó nói ra nó đụng tứ lung tung hết trơn, mà thiệt bởi vậy tôi cũng cái nghiệp tôi nó cũng nặng nề, không nói thì chịu không nổi. Nó vậy đó ông thấy, cho nên nó rõ ràng là sáng nay cái phẩm nó tựa là quán chúng sanh nghiệp duyên mới con đoạn à. Tôi nói đây là những người nghe ra cứ lật ra đọc phải úng y như tôi nói không, năm điều là gọi là không cương thường, không đạo đức, không chân lý, năm điều. Ok, thôi con cảm ơn thầy, con đi làm nha. Nó vừa gọi nó xin thầy tí quế còn, phải còn tí quế nào? Còn rất cắt được. Dạ, cho nó được. Tí đi nha, con mang cho nó liền, nó hết rồi. Còn nhiều lắm ra cắt. Dạ, nha. Dạ rồi. Dạ, con cảm ơn thầy, rồi.